Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin bóng đá ngày 15 tháng 5 của Thuở Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuở Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc học tập hiệu quả nhất có thể. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuở Thể Thao bằng cách bấm like video, chia sẻ video và đưa ra những cái bình luận của mình về những tin tức trong ngày hôm nay sau khi xem xong bản tin này. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà Thuở Thể Thao muốn mang tới cho quý vị và các bạn trong chương trình bản tin bóng đá ngày hôm nay đó là liên quan tới tiền đạo Công Phượng. Như chúng ta biết rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta vừa có huấn luyện viên mới, đó là huấn luyện viên Kim Sang Sik, một người Hàn Quốc, và trước đây một huấn luyện viên khác người Hàn Quốc đó là ông Park Hang-seo đã rất thành công cùng bóng đá Việt Nam, và Công Phượng là một trong những yếu tố đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo thành công cùng bóng đá Việt Nam. Và người hâm mộ cũng như là fan hâm mộ của Công Phượng kỳ vọng rằng dưới triều đại của huấn luyện viên mới này thì Công Phượng có thể sẽ được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam để mà cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Công Phượng lại đang không được trọng dụng ở Nhật Bản, khi mà ở cái vòng đấu gần nhất tại J-League 2 thì tiền đạo cựu cầu thủ của Hoàng Gia Lai lại không được ra sân thi đấu. Sau khi có lần đầu tiên đá chính cho Yokohama FC ở trận gặp Fajano Okoyama tại Cúp Nhật Bản ngày 24 tháng 4, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ được kỳ vọng tiếp tục ra sân ở vòng 15 J-League 2. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra khi huấn luyện viên Yomoda Suhe đã không điền tên cựu sao Hoàng Gia Lai vào danh sách thi đấu ở trận hòa không đều trước Raso Kumamoto. Như vậy Công Phượng tiếp tục bị thất sủng ở Nhật Bản. Nhiều thông tin cho rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ trở về Việt Nam để đầu quân cho một đội bóng tại V-League nhằm duy trì phong độ, qua đó tăng thêm cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nhất là khi huấn luyện viên Kim Sang Sik vừa tiết lộ ông sẽ chọn những cầu thủ có màn thể hiện tốt nhất và phong độ cao nhất như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Yokohama đang thi đấu rất ổn định ở giải quốc nội khi bất bại 3 trong 4 trận đấu gần nhất cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Bởi vậy huấn luyện viên Yomoda Suhe hạn chế thay đổi nhân sự trong đội hình. Có lẽ chân sút 29 tuổi cần chờ đến ngày 22 tháng 5 khi Yokohama sẽ tiếp đón Nagoya Grampus tại vòng 3 Cúp Nhật Bản. Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam để mà phục vụ cho những cái mục tiêu trong năm nay cũng như là sang năm, bởi vì ký hợp đồng 2 năm, thì cái mục tiêu đầu tiên mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho huấn luyện viên Kim Sang Sik đó là phải vào tới trận chung kết của ASEAN Cup 2024 được tổ chức vào cuối năm nay. Thì đây là cái nhiệm vụ mà nói là khó thì cũng không phải khó, mà dễ thì cũng không phải là dễ. Và theo cái thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thông báo thì cái lễ bốc thăm chia bảng của ASEAN Cup 2024 sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ tại một khách sạn ở Cầu Giấy và vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Và ở cái lễ bốc thăm này thì rất là may cho đội tuyển Việt Nam là chúng ta vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển Thái Lan. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không nằm cùng bảng với Thái Lan ở ASEAN Cup 2024, và chúng ta có thể sẽ nằm cùng bảng với Indonesia hoặc là đội tuyển Malaysia. Và chúng ta biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Indonesia họ đang có được phong độ rất tốt, và trong 3 lần so tài gần đây thì đội tuyển Indonesia đều giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Và liệu rằng khi mà chúng ta thay huấn luyện viên, một huấn luyện viên người Hàn Quốc khác, thì chúng ta có kết quả tốt hay không? Mới đây Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng tại ASEAN Cup 2024. Theo đó, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia cùng được 19 điểm, đều một lần giành ngôi Á quân và một lần giành hạng 3. Nhưng đội tuyển Việt Nam xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển Thái Lan, đội bóng chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hai lần đăng quang liên tiếp. Nhóm hạt giống số 3 gồm có Singapore, Philippines, Myanmar và Campuchia thuộc nhóm hạt giống thứ 4. Cuối cùng là nhóm hạt giống số 5 gồm có Lào và đội thắng ở trận playoff giữa Brunei với Timor Leste. Việc không nằm chung nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nằm cùng bảng với đội tuyển Indonesia ở ASEAN Cup 2024. Trong 3 lần so tài gần nhất thì đội tuyển Việt Nam đều thua đội tuyển Indonesia. Đó là các thất bại tại Asian Cup 2023 và hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Những thất bại của đội tuyển Việt Nam đều dưới triều đại của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Nó khiến cho những ngôi sao vàng bị loại khỏi Asian Cup 2023 và gần như bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Sang Sik. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì lễ bốc thăm ASEAN Cup 2024 sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. 10 đội tuyển được chia làm 2 bảng,
Mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo mã bốc thăm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ vẫn diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách giống như các phiên bản trước đây. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì mới đây thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau khi kết thúc cái hành trình của U23 châu Á 2024, nơi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giúp cho U23 Việt Nam lọt vào tới vòng tứ kết, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đường ai nấy đi. Và mà ngay ít ngày sau khi mà chia tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố những cái gương mặt thay thế huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt các đội trẻ của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ ít ngày sau khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chọn được người thay thế. Theo đó, cựu danh thủ Trần Minh Chiến sẽ đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U16 Việt Nam, chuẩn bị cho hai nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, đó là tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U17 châu Á 2025. Theo kế hoạch thì đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 21 tháng 6 tới ngày 4 tháng 7 và hướng tới vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 10. Cùng với đó thì nằm trong kế hoạch hoạt động của các đội tuyển trẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bổ nhiệm huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và vòng loại U20 châu Á 2025. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ký hợp đồng dài hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ tháng 11 năm 2023 với nhiệm vụ chính là tham gia vào công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh được biết đến là người giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo các cầu thủ trẻ với nhiều năm làm việc ở câu lạc bộ Phố Hiến, nay là PVF CAND cũng như trung tâm PVF. Theo kế hoạch thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 16 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập. Đây cũng là đợt rèn quân đầu tiên của đội tuyển U19 Việt Nam hướng tới giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ ngày 17 tháng 7 tới ngày 29 tháng 7 và tiếp đó là vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Trong đợt tập trung lần này thì thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tham dự giải U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức từ ngày 2 tháng 6 tới ngày 12 tháng 6 với sự góp mặt của U19 Trung Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Hàn Quốc. V-League 2023-2024 đang đi vào cái giai đoạn rất là căng thẳng và kịch tính ở cả cuộc chiến trụ hạng cũng như là cuộc đua vô địch. Mới đây thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành được chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa để mà trở lại cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024. Tuy nhiên thì đội bóng ngành công an vẫn đang thất thế so với đội bóng Thành Nam trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay khi mà đang kém đối thủ 8 điểm. Và một cái thông tin rất bất ngờ, trước vòng 19 V-League thì huấn luyện viên Kiatisak đã bất ngờ từ chức câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và cái lý do mà huấn luyện viên Kiatisak đưa ra là gì thì quý vị bạn có thể theo dõi cái tin tức này được Thể Thao cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa có chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa ở vòng 18 V-League 2023-2024 để hâm nóng lại cuộc đua vô địch với câu lạc bộ Nam Định. Tuy nhiên sau chiến thắng này thì huấn luyện viên Kiatisak đã bất ngờ nói lời chia tay với đội bóng ngành công an. Trên trang Facebook cá nhân của mình thì huấn luyện viên Kiatisak viết rằng: "Buổi ăn sáng hôm nay với chủ tịch câu lạc bộ Công an Hà Nội như là lời tạm biệt ấm áp từ người sếp tuyệt vời đối với tôi. Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao cũng như những trải nghiệm khi làm việc ở đây, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây. Tuy nhiên vì vấn đề cá nhân của gia đình, tôi xin được từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội và trở về Thái Lan. Tôi đã hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan và sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đội bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với câu lạc bộ, với những cầu thủ, với đồng nghiệp của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ. Đồng thời tôi cũng xin chúc câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công." Huấn luyện viên Kiatisak đến với câu lạc bộ Công an Hà Nội từ tháng 1 năm 2024 để dẫn dắt đội bóng ngành công an với mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch. Sau thời gian khởi đầu ấn tượng thì thời gian gần đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chơi không ổn định và bị hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Nam Định. Thì theo cái thông báo mới nhất từ phía truyền thông và thông tin mà Thể Thao có được thì huấn luyện viên Kiatisak sau khi mà rời câu lạc bộ Công an Hà Nội thì sẽ trở về Thái Lan và người thay huấn luyện viên Kiatisak dẫn dắt
Công an Hà Nội, đó chính là giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trần Tiến Đại dẫn dắt tạm quyền câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó thì ông đã làm cái cương vị này ở cuối mùa giải 2023 và sau khi mà Công an Hà Nội chia tay huấn luyện viên Go Kun rồi. Cũng liên quan tới vòng 18 V-League 2023-2024 thì chúng ta biết rằng là trận đấu giữa Thể Công Viettel với Bình Định, thì đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng, đó là đội bóng áo lính, đội Thể Công Viettel đã rất là may mắn mới có được một điểm trước đội bóng Đất Võ. Và đây là trận đấu mà Thể Công Viettel đã phải chơi thiếu người từ phút thứ 10 khi mà ra nhận thẻ đỏ. Và sau trận đấu này, huấn luyện viên Đức Thắng đã bày tỏ cái quan điểm của mình về tấm thẻ đỏ sớm của cầu thủ trò. Tại vòng 18 V-League 2023-2024, Thể Công Viettel tiếp đón câu lạc bộ Bình Định trên sân nhà hàng đấy với kết quả hòa 1-1. Ở trận đấu này thì pha bóng đáng chú ý duy nhất tạo ra bước ngoặt đó là tấm thẻ đỏ của Zaha. Cụ thể thì trong tình huống mà Thể Công Viettel triển khai phạt góc ở phút thứ 6 thì tiền vệ Zaha đã chơi xấu đối với đối phương, và sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR thì tiền vệ đội chủ nhà đã lập tức bị truất quyền thi đấu. Chia sẻ trong buổi báo sau trận đấu thì huấn luyện viên Đức Thắng thừa nhận rằng tấm thẻ đỏ dành cho Zaha là xứng đáng. Huấn luyện viên Đức Thắng cho biết: "Tôi nghĩ bóng đá chuyên nghiệp có luật và những hành vi không kiểm soát được cũng như cố ý thì xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tôi cho rằng mọi người cũng nên nhìn nhận không phải vấn đề là thời gian, vấn đề là sân nhà, mà quan trọng là khi cầu thủ có những hành vi vi phạm vào quy định, luật lệ của các trận đấu thì phải nhận thẻ đỏ là xứng đáng." Trận hòa ngay trên sân nhà hàng đấy khiến Thể Công Viettel tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, hơn đội đứng sau là Sông Lam Nghệ An 4 điểm và hơn đội đứng ở vị trí cuối bảng là Khánh Hòa 10 điểm. Sau 18 vòng đấu thì Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm và họ tạo ra khoảng cách rất là an toàn với các đội đứng phía sau, đó là Công an Hà Nội, Bình Định cũng như là Bình Dương. Và vòng đấu thứ 18 vừa rồi thì Nam Định mặc dù là đánh giá cao hơn nhưng đã bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa với tỷ số 1-1. Và một điều mà các khán giả rất là băn khoăn đó là ở cái vòng đấu thứ 18 này thì Nam Định lại không có được lực lượng mạnh nhất, khi mà rất nhiều những cái trụ cột và những cầu thủ quan trọng không ra sân thi đấu. Và chúng ta thấy rằng là Rafferson thì bị treo giò rồi, nhưng mà sự ứng mặt của Henrio, Văn Vĩ, Ngọc Sơn hay một số cầu thủ khác đã khiến cho người hâm mộ đặt ra những câu hỏi. Vậy thì lý do tại sao những cầu thủ này không thi đấu ở trận đấu giữa Hoàng Gia Lai với Nam Định? Câu lạc bộ Nam Định được đánh giá cao hơn Hoàng Gia Lai, nhưng cuộc so tài tại vòng 18 V-League 2023-2024 thì đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã bị đội chủ sân Pleiku cầm hòa với tỷ số 1-1. Và chia sẻ với truyền thông sau trận đấu này thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết: "Tôi dành những lời khen cho toàn đội ở trận đấu này, mặc dù tổn thất lực lượng nhưng các cầu thủ của tôi đã làm hết sức. Tuy nhiên thì Nam Định vẫn cần cải thiện thêm một số vấn đề, đặc biệt là khâu ghi bàn. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng mà thôi." Nói về lý do các cầu thủ vắng mặt ở trận đấu này thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết: "Rafferson tích lũy đủ 3 thẻ vàng nên bị treo giò, Henrio bị chật khớp vai nên không thể góp mặt. Trong khi đó thì một số cầu thủ như Văn Vĩ, Ngọc Sơn bị sốt trước trận đấu." Mặc dù bị Hoàng Gia Lai cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng đấu thứ 18 V-League 2023-2024, nhưng Nam Định vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Bởi vì sau 18 vòng đấu thì thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có 39 điểm, họ tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội đứng thứ sau là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết trong buổi trưa ngày 14 tháng 5 thì huấn luyện viên Kiatisak đã thông báo trên trang cá nhân của mình, trên trang Facebook cá nhân của mình là chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội, xin từ chức huấn luyện viên của đội bóng ngành công an. Và chỉ sau đó ít giờ thôi thì câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã đăng cái dòng trạng thái đó là cảm ơn chiến lược gia người Thái đã đồng hành và gắn bó cùng đội bóng trong gần 4 tháng qua ở sân hàng đấy. Thì chúng ta biết rằng là huấn luyện viên Kiatisak ở đầu mùa giải năm nay thì anh Sắc dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên thì tới tháng 1 năm 2024 anh được điều chuyển, được cho mượn, cho câu lạc bộ Hà Nội mượn sang để mà dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội thay thế ông Go Kun. Và người mà dẫn dắt Hoàng Gia Lai đó là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Thì trong cái giai đoạn đầu tiên của nắm quyền ở câu lạc bộ Công an Hà Nội thì huấn luyện viên Kiatisak đã giúp cho Công an Hà Nội thi đấu rất là tốt, trải qua những cái chiến thắng rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì kể từ cái trận đấu với Thể Công Viettel sau những thất bại ở Cúp Quốc gia cũng như là ở đấu trường V-League thì Công an Hà Nội sau đó đã bị bắt bài và cái phong độ thi đấu trong thời gian gần đây cũng không tốt. Vì vậy cho nên là
họ đã bị hụt hơi trước Nam Định trong cái cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Kê Sắc nói rằng là vì lý do cá nhân mà việc gia đình thì chia tay đội bóng câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng chúng ta thấy rằng là cái việc mà trước khi đến đây thì anh Sắc đã đặt mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cái nhiệm vụ đó nó tương đối là khó khăn, và huấn luyện viên Kê Sắc đã phải chia tay cái cương vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Và nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh chung của V-League mùa giải hôm nay thì chúng ta thấy rằng là theo cái thống kê là 7 trên 14 đội bóng đã thay tướng rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là cái vị trí huấn luyện viên, chiếc ghế huấn luyện viên của các câu lạc bộ tại V-League mùa giải năm nay là cực kỳ là nóng. Và những cái đội bóng mà thay tướng chúng ta thấy rằng đều gặp những cái vấn đề khác nhau. Đặc biệt là có những đội bóng thay hai lần huấn luyện viên. Thì câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong những đội bóng mà cũng đã thay huấn luyện viên, đó là thay ông Gokun bằng huấn luyện viên Kê Sắc, đúng không ạ? Bên phía câu lạc bộ Hà Nội cũng như vậy, Hà Nội FC thì ở đầu mùa giải thì ông Bandovic dẫn dắt, sau đó để thay bằng anh Đức Tuấn, ông Đinh Thế Nam và bây giờ là huấn luyện viên Daiki. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy được rằng những đội bóng này gặp khó khăn trong cái việc mà giành thành tích tốt ở sân chơi V-League, cho nên họ đã phải thay tướng. Và ở cái nhóm đua trụ hạng như vậy thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, Hoàng Gia Lai cũng đã thay tướng, Khánh Hòa cũng đã thay tướng. Đó là những cái Sông Lam Nghệ An cũng đã thay huấn luyện viên. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự khốc liệt của V-League ở thời điểm hiện tại là như thế nào, và vì sao V-League lại đang trở thành lò xay của huấn luyện viên, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể kể ra rất là đơn giản thôi, bởi vì là ở V-League thời điểm hiện tại chúng ta biết rằng là cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, các đội bóng họ đầu tư rất là mạnh tay, đặc biệt là những cái đội bóng mà đua vô địch ấy. Chúng ta thấy rằng là Nam Định, tại sao đội bóng này lại trở nên mạnh mẽ và thi đấu liên tục giành chiến thắng đến như vậy, đúng không ạ? Vì là ở mùa giải vừa rồi họ chiêu mộ rất là nhiều những cái bản hợp đồng chất lượng từ nội binh lẫn ngoại binh, và giai đoạn 2 lại họ lại còn bổ sung thêm những cái cầu thủ chất lượng nữa. Vì vậy cái chiều sâu đội hình của Nam Định là rất tốt. Chưa kể đó là cái việc mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đã làm quen được dần với cái cường độ và nhịp độ làm việc, và ông ấy đã thổi hồn, anh Việt đã thổi được cái hồn vào cái lối chơi của Nam Định. Nếu như ở mùa giải trước thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tỏ ra khá là non trong cái việc đọc tình huống cũng như là thay đổi người, thì ở mùa giải hôm nay những yếu tố đó đã được cải thiện rồi. Và Nam Định chúng ta thấy rằng là họ trong những trận cầu 6 điểm thì họ đã giành được kết quả rất là thuận lợi. Đấy, những cái đội bóng như Bình Dương, cái lực lượng cũng rất mạnh. Đấy. Và đặc biệt là mùa giải năm nay chúng ta biết rằng là những cái sự trỗi dậy của những đội bóng như là Bình Định mặc dù là không có được cái lực lượng mạnh nhất và chia tay rất nhiều trụ cột ở cái mùa giải sau cái mùa giải vừa rồi, nhưng việc mà huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã thay đổi cái lối chơi cho Bình Định thì giúp cho đội bóng này trở nên rất là khó đánh bại, với một lối đá phòng ngự phản công khó chịu cộng với hai ngoại binh rất là tốt trên hàng công, thì đã giúp cho Bình Định đang đua vô địch với các đối thủ. Đấy, cái sự cạnh tranh là điều rất là khốc liệt, là điều chúng ta có thể thấy tới, và đó cũng là một trong lý do mà khiến cho các huấn luyện viên gặp khó khăn trong cái việc mà giành cái kết quả thuận lợi. Và đương nhiên khi mà đội bóng không giành kết quả thuận lợi thì cái việc mà phải trả giá bằng chiếc ghế của mình là điều hoàn toàn có thể ra. Đó, chúng ta có thể hiểu cho cái sự ra đi của huấn luyện viên Gokun, hay là cái việc mà huấn luyện viên Kê Sắc phải từ chức câu lạc bộ Hà Nội, hay là Sông Lam Nghệ An cũng đã phải đổi ghế huấn luyện viên, đúng không ạ? Sông Lam Nghệ An là huấn luyện viên Phan Như Thuật lên thay, xong cuối cùng thì bây giờ huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng đã phải nhường chỗ cho huấn luyện viên Anh Tuấn rồi. Nhưng mà ở vòng đấu thứ 18 vừa rồi thì cũng chưa thắng được. Hay là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy. Đầu mùa giải hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, nhưng mà vì một vài lý do khác nhau mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã rời đi để mà dẫn dắt chuyển sang Hoàng Gia Lai làm việc, và sau đó huấn luyện viên Phùng Thanh Phương lên để đảm nhiệm cái nhiệm vụ của mình. Và huấn luyện viên Phùng Thanh Phương về cơ bản nó thì cũng đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Thì chúng ta thấy rằng là thay tướng thì đổi vận, nhưng mà với cái trường hợp Khánh Hòa thì đang hơi khó khăn một chút. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem cái việc mà câu lạc bộ Hà Nội sắp tới đây họ sẽ bổ nhiệm ai làm huấn luyện viên để mà dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội, thì liệu rằng họ có thể tạo ra được một cuộc lật đổ ở cái cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay hay không, hay là họ sẽ phải nhìn Nam Định lên ngôi vô địch ở mùa giải hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và chỉ biết rằng chúng ta, người hâm mộ chúng ta biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì V-League đang rất khốc liệt cả cái cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng, và ngay cả trên cái băng ghế huấn luyện thì các huấn luyện viên cũng chưa thể nào mà yên tâm được. Với trong thời gian tới đây, nếu như các đội bóng mà giành kết quả không tốt thì đương nhiên là sẽ có những huấn luyện viên nữa sẽ phải từ chức, sẽ bị sa thải, là điều chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bản tin bóng đá của Thủy Thao ngày 15 tháng 5.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Những ai mới xem kênh của Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá trong nước và bóng đá quốc tế được Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Một lần nữa cho Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả, học tập hiệu quả nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Thể Thao.